mọi người, chào mọi người đến với hệ thống xe máy An Thành Phát, lại là Na đây. Hôm nay Na xin giới thiệu tới mọi người dòng xe, hai con xe, một là con MSX110 và một là Ducati Monster. Thì chắc hẳn là mọi người hiện tại là ai cũng biết hai dòng xe này là thuộc dòng xe mô tô dành cho nữ. Tuy nhiên đây cũng không chỉ là dành cho nữ mà nam giới cũng đang rất là săn lùng cái dòng xe này nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về giá cả cũng như là cái phương thức trả góp. Ngoài ra thì mình cũng giới thiệu luôn về cái quà tặng dành cho cái hai dòng xe này trong đầu tháng 3 này nha các bạn. Trước tiên á, thì mình cũng nói qua về cái cửa hàng An Thành Phát. Cửa hàng An Thành Phát ở quốc lộ 13, phường 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đó, thì nằm ngay ngã tư đèn xanh, nằm ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, khu cổng phụ Mỹ Phước 1 nha. Rồi thì các bạn nào mà muốn tư vấn liên hệ mua xe thì các bạn gọi số điện thoại 0325 333 789 gặp Na để được liên hệ hỗ trợ nha các bạn nha. Thì đầu tiên mình cũng nói luôn về cái giá cả của hai dòng xe này. Thì nhiều bạn chắc cũng đang rất là thắc mắc, thì phân vân không biết nên lựa chọn dòng xe nào, giá cả nó như thế nào. Thì thật ra hai con xe này giá cả nó ngang như nhau các bạn nha. Đó là tầm giá hiện tại của đầu tháng 3 là 23 triệu đồng, bao gồm cả VAT cho các bạn rồi nha. Đó. Còn về cái phương thức trả góp thì cả hai dòng xe này các bạn đều không cần trả trước. Các bạn chỉ cần chứng minh nhân dân đủ 18 tuổi trở lên là mình có thể là mua được con xe này rồi. Rồi ngoài ra nếu mà bạn nào có điều kiện thì các bạn cứ việc trả trước càng nhiều càng tốt. 20% giá trị của xe là các bạn có thể là lấy cả vẹt xe về rồi nha. Rồi thì đối với dòng về quà tặng thì mình cũng thông tin với các bạn, bạn nào đã và đang theo dõi kênh Gradian cũng như là liên hệ cho Na theo số điện thoại 0325 333 789, mình sẽ hỗ trợ cũng như là tặng cho các bạn 500.000 tiền xăng xe đi lại nha các bạn. Rồi thì mình review sơ về hai con xe này nha các bạn nhé. Hôm nay mình mặc chiếc áo màu xanh cho nên là mình cũng sẽ chọn hai con xe màu xanh luôn cho nó tông sạc tông. Đó. Thì mình đi trước về con MSX110 nha. Thì con xe này các bạn xem, về cái mặt nạ của nó được trang trí đèn rất là bắt mắt, nhìn rất cá tính lạ. Ống giảm sốc là được thiết kế theo phong cách upside down. Đó các bạn nhìn nè, rất là chắc chắn luôn đó. Rồi thì đằng sau này các bạn xin xem qua bên cái phần sườn xe, cái mặt xe, cái tem á được dán và cũng thiết kế thêm cái màu phối hợp với cái màu xám nè, nhìn nó rất là sang trọng. Cái màu này mình để ý là nó rất là dễ phối với màu nào nó cũng hợp, vừa sang mà nó còn vừa cảm giác tông sạc tông luôn đó. Thì tiếp theo mình đến với con xe của Ducati Monster ha. Thì con này mình cũng chọn màu xanh. Và các bạn để ý dòng xe này á, thì nó có cái khung này á, thì nó rất là chắc chắn nha các bạn. Dòng này á, thì nó gần giống với mô tô lớn hơn, phân khối lớn hơn, nó mạnh mẽ hơn cái dòng xe kia. Tuy nhiên không phải là MSX nó không mạnh mẽ nha các bạn, tuy nó gọn nhưng mà nó vẫn mạnh mẽ. Và Ducati á, thì nó mạnh mẽ theo một cái kiểu khác nữa. Dòng này á, thì các bạn đừng lo lắng khi mà chở người ở phía sau là có nóng hay không nha. Nó được có cái ống bô này được có phần tản cách nhiệt rồi, cho nên các bạn đừng có lo lắng về vấn đề này. Đó. Thì riêng về hai dòng xe này á, thì các bạn muốn màu sắc nào thì bên cửa hàng cũng sẽ hỗ trợ các bạn độ lại màu cho các bạn theo như các bạn mong muốn nha. Đó, bạn nào mà thích cái mẫu nào, thích thiết kế như thế nào thì cứ mạnh dạn inbox cho Na theo số điện thoại 0325 333 789, có Zalo nha các bạn. Đó. Và bạn nào mong muốn review về giá xe cũng như là các dòng xe nào thì các bạn lại tiếp tục comment ở dưới cái video này, mình sẽ ra video cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Gradian cũng như theo dõi Na trong thời gian vừa qua. Chào.